chào các bạn, AK Shop gửi bạn video dòng xe SH đời 2012 cho tới khoảng 2016 khi tại thác Việt Nam các bạn. Qua đời 2017, 18, 19 là cái đời đèn pha LED 2 tầng ha. Đèn chiếu sáng đó là pha LED 2 tầng 2 ngăn với cái phần hiển mà là LED. Còn đây là mẫu Việt Nam đời từ khoảng 2012 đến 2016. Thì ở video hôm nay là bộ đèn full trước sau với phần đèn chính là gương cầu và cụ thể ánh xài là Kenzo ZX5. Với thời điểm hiện tại thì cái thằng ZX5 này nó sáng hơn thằng Titan Black và sáng hơn cả dòng MA. Đó, thì đối với dòng bi MA và Titan Black thì đó là dòng bi thông dụng, giá mềm, dễ xài. Các bạn có điều kiện các bạn nâng lên con Kenzo ZX5 này, ZX5 đúng cái tên gọi. Hơn nữa các bạn sẽ xài V20 là đây. Thì tí xíu mình sẽ nói sau về phần đó. Bây giờ mình nói trước cái phần đèn này đi ha. Thì ở option này là gương cầu Kenzo ZX5 với phần Angel Eye một màu và cụ thể là màu xanh băng, mắt quỷ màu đỏ. Đó. Thì cái màu của đèn dòng bên ngoài sẽ có trắng, xanh băng, xanh dương, xanh lá, đỏ, vàng, tím thì các bạn chọn. Bên trong mắt quỷ gương cầu cũng có trắng, xanh dương, xanh lá, đỏ, vàng, tím thì các bạn. Các bạn có điều kiện các bạn chơi option cao hơn là đèn dòng AE chỉnh full màu. AED chỉnh full màu trên app luôn, đó là option cao hơn. Hơn nữa sẽ có đèn dòng 3D một màu. Thì cái phần quèn dòng bên ngoài nè là kiểu hiệu ứng 3D. Cao hơn nữa đó là 3D chỉnh áp full màu bao gồm AE 3D và DE. Các bạn hai mình sẽ nói tiếp ha. Vừa rồi là mình nói sơ về cái phần vừa rồi mình nói về cái phần gương cầu các bạn ơi, về phần đèn dòng đó. Đơn giản như video này là AED một màu, cao hơn AEDE chỉnh full màu trên áp. Cao hơn nữa là AE 3D một màu, hơn nữa là AE 3D cùng với DE chỉnh full màu trên áp. Rồi còn về phần gương cầu á, những dòng bi khác nhau thì giá thành khác nhau, chùm sáng phát ra cũng khác nhau và độ sáng độ mạnh cũng khác nhau luôn. Thì không có gương cầu gọi là đỉnh nhất, tùy theo mỗi thời điểm nó đỉnh thời điểm đó thôi, nhưng mà sau đó sẽ có những bi khác nó nâng cấp hơn. Thì thật sự chơi gương cầu á, các bạn tùy theo cái túi tiền của mình và các bạn yêu thích cái thương hiệu nào các bạn chơi thương hiệu đó. Quan trọng là cái tài chính của mình á, ở tầm mức nào chơi mức đó thôi các bạn. À. Rồi thì cái phần đèn hôm nay á là Audi trước và sau kết hợp với bóng O-Lock. Bóng O-Lock màu trắng. Đây nè. Bóng O-Lock hình thang, kia là bóng O-Lock xi nhan chạy này. Đây. Thì hoạt động là đờ mi sáng màu trắng, xi nhan chạy màu vàng. Bây giờ mình tắt khóa trước đi. Cùng với cái phần hiệu ứng của cái phần họa tiết Audi là màu xanh dương. Cái phần họa tiết Audi thì các bạn chọn một màu là trắng, xanh dương, xanh lá, đỏ, vàng, tím thì các bạn. Và các bạn chọn nhiều màu chỉnh điện thoại thì ai có A11 nha các bạn ha. Rồi bây giờ mình sẽ mở khóa lên. Và sẽ được cái hiệu ứng quét khởi động của nó nè. Không, nó vuốt rất lẹ, nên mình sẽ làm lại. Tắt khóa cái. Mở khóa lên. Thì bộ đèn này là của khách ở xa, nên mình chỉ có thể quay video như thế này để các bạn tham khảo thôi nha. Rồi mình tắt khóa, mở khóa lại lần nữa. Đó. Cái bóng ở đây nó nhiều, nó dài, đẹp mắt hơn so với độ ngắn này có 4 bóng thôi. Bây giờ là cái Audi trước sau là xanh dương, giờ mình sẽ xi nhan từng bên. Cái phần đèn hậu thì nè, các bạn muốn làm thêm cái phần logo thì các bạn, anh chủ xe giữ gìn. Rồi giờ mình sẽ kích xi nhan từng bên các bạn nha. Kích đều tay á. Kích đều tay cho nó nhịp đều á, giống như cục chớp á. Đúng rồi. Đều tí xíu, kích đều, cái tốc độ kích vô cho nó ăn điện mạnh tí xíu em. Để thấy nó chạy coi. Đè mạnh tay vô cái tiếp điểm tí xíu. Đó, thấy chưa? Nãy em đè không có chặt á. Rồi đây các bạn ha. Lúc xi nhan. Xi nhan nó sẽ chạy. Kích xi nhan cho coi cái. Rồi. Đó. Kích đại điện 12V, nó không có giật đâu. Nó mới điện 220 đâu mà sợ giật. Đó là tín hiệu xi nhan đấy bạn ha. Thì giống như xe hơi, đây là xi nhan chạy từ trong ra ngoài. Nếu các bạn nhìn từ phía sau xe, còn các bạn nhìn từ phía trước xe là xe hơi cũng làm từ chạy từ trong ra ngoài. Thì mình cho nó chạy từ dưới lên trên như này, các bạn muốn chạy từ dưới, xin lỗi, từ trên xuống dưới như này. Các bạn muốn chạy từ dưới lên trên cũng được tùy các bạn. Rồi xi nhan viết còn lại. Thì nếu mà độ dài nó dài thì mình sẽ thấy nó chạy rõ hơn so với những cái đèn ngắn. Đèn ngắn cho nó chạy lẹ quá, nhìn hình tượng nó chớp tắt các bạn ha. Nhưng thực chất là bóng O-Lock xi nhan chạy. Rồi, ok. Rồi cho bạn xem sơ cái bằng hiệu xi nhan thôi. Đó.
Còn về cái phần gương cầu rồi đây mình sẽ cho bạn xem, ngắt điện giùm anh cái. Không phải ngắt cái điện, rồi ok. Rồi rút rút ra. Mình cho bạn xem cái phần gương cầu rồi. Rút dắt ra giùm anh luôn. Thì đối với ở xa mình sẽ hỗ trợ làm cái thì hỗ trợ về phần điện để về các bạn ghim dắt và đấu với tín hiệu. Đó. Đây là phần gương cầu nhìn từ phía sau tới ha. Sẽ được làm kính rồi lại. Đó. Thông hơi thì mình chỉ có lỗ thông hơi nhỏ để cái quạt nó là đẩy nhiệt ra ngoài, nhiệt làm mát của cái cục gương cầu á. Đây là gắn chụp xi rồi luôn ha. Còn cái chó này các bạn thấy chó đèn cho anh chủ xe, nó có sơn chó nó nhiều khi đi qua 5 tháng á, cái lớp sơn nó đã bị bong chóc từng phần rồi, nhìn nó không đẹp mắt nữa. Và muốn đẹp thì các bạn trả đó, nếu mà có lỡ sơn rồi các bạn đem đi cạo đến bóng lại nó sẽ đẹp hơn. Và các bạn để zin đó. Rồi cái phần đèn, cút dắt ra giùm anh đi. Cút dắt này rồi cái. Bộ đèn này khách tới xa nên nó sẽ như vậy. Đó. Thì mình làm xong mình sẽ gửi về cho bạn ghim dắt lên đi, các bạn hỗ trợ các bạn ở xa. Ha. À, trước xa thì như vậy. Rồi. Xong các bạn ha. Thì cái video hôm nay là bộ thắt 210 Việt Nam đời từ 212 cho tới khoảng 216. Gương cầu. Còn phần gương cầu á, mình khuyên các bạn nên ghé trực tiếp test, trực tiếp test thực tế để các bạn cảm nhận được độ sáng. À quên, cho cái anh Bi cái. Sẵn đây mình nói tiếp phần Bi, quên, nãy mình quên. Đây là Bi X-Live V20 các bạn. Cho anh cái Bi kênh dưới. Đây, hiện nay anh em đang chơi kênh như giới X5 rất nhiều, nên mình về bự số lượng Bi như thế này để phục vụ cầu của anh em. Giống như cái video này nè, xe này là ở thắt này xài con ZX5 các bạn. Tất cả đều là Bi 3.0 hết. Bi Titan Black cũng là 3.0, Bi MA cũng là 3.0. Thì hai cái Bi đó là chính độ sáng hai dòng nó 9-10 với nhau. Giá tiền cũng xem nhau. Nhỉnh lên tí xíu, nhỉnh ít à, cũng không có gì nhỉnh nhiều đâu. Thì có con Canyon ZX5 này. Đây, số lượng Bi mình mới vừa về hàng tiếp. Đây là một phần thôi, mình còn một phần trên kho nữa. Mình trữ hàng để phục vụ anh em. Đây là các bạn có điều kiện thôi, các bạn chơi con V20 bảo hành 2 năm. Con này sáng mạnh hơn và sáng mịn hơn của thương hiệu GTG. Kéo cái nắp cái gì mình. V20 Moto, V20 New hay còn là V20 21, rồi V20L rồi, nó nhiều dòng lắm các bạn. Đây. Đây là các bạn xem con V20 Moto. Tất cả thì là Bi 3.0 á, rút cục Bi từ từ gì mình. Các bạn xem sơ như thế này ha. Đó. Đây các bạn. Còn Bi Titan Lux nữa với Bi MA mà vậy, do hiện tại thời điểm này mình không còn hàng nữa, do cháy hàng từ nhà cung cấp nên không có mẫu sẵn các bạn. Giờ mình chỉ có đang hiện giờ có sẵn là V20 với Z5. Z5 là nó đang là được anh em rất là ưu chuộng luôn. Giá thành vừa dễ xài mà độ sáng cực kỳ ok. Nên mình về rất nhiều để phục vụ anh em. Nâng cấp về cái độ sáng. Còn Titan Lux thì mình đang đặt hàng tiếp, và kể dòng BMA mình cũng đang đặt hàng luôn. Nên mình nói về phần gương cầu, các bạn nên ghé trực tiếp để test trực tiếp cảm nhận được độ sáng đúng của nó như thế nào. Chứ qua video á, các bạn hay xem những cái video về test sáng á, đưa vô một cái không gian thật là tối, không ánh sáng xung quanh, các bạn test gương cầu lên, bất kỳ gương cầu nào cũng rất là sáng. Trừ khi để hai cục kế bên thì có thể thấy được khác biệt nhau. Đó. Còn để một cục riêng lẻ của một cái dòng bi gì đó mà test lên, đảm bảo các bạn đều rất là sáng ha. Mà bên mình thì làm ban việc ban ngày là chủ yếu, ban đêm không có làm việc, thợ sẽ nghỉ, nên đa số là mình làm ban ngày là quay video như thế này thôi. Rồi, thời gian làm việc của shop là 9 giờ sáng đến 6:30 tối, và mọi tư vấn báo giá vui lòng gọi trực tiếp sau là video hoặc liên hệ vào Facebook, Zalo. Và video đây xin lúc. Xin cảm ơn các bạn dành thời gian xem video. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video. Mọi người xin cảm ơn và xin chào các bạn. Ở góc xa xa màn hình thì đó là thấy là Bi cái dòng đá chiếu sáng Z10S đây. Cho nó sơ cho bạn xem luôn. Dòng King LED Z10S cũng đang mới vừa đổ hàng xuống để phục vụ cho anh em nâng cấp ánh sáng. Con này là con bản nâng cao của con Z10. Z10 là mở pha tắt code. Còn con Z10S thì mở pha code dẫn sáng. Nó là bản nâng cao của Z10. Z10 là bản nâng cao của X10 hồi xưa, các bạn đã biết rồi ha. Rồi, nói chung mọi về sản phẩm đèn LED, chiếu sáng, trợ sáng, tăng sáng, gương cầu là bên mình sẽ có hỗ trợ đa số các sản phẩm thông dụng. Các bạn cứ liên hệ trực tiếp và tư vấn. Rồi, mình cũng kết thúc video tại đây nha các bạn. Mọi người xin cảm ơn và xin chào các bạn.